nuôi bồ câu nha bạn. Nói chung hôm nay mình bận công chuyện, mình không có đi lấy cây nên không có cây gì mới. Nói chung là mình quay mình bán mấy cây cũ một phần là để rút vốn lại thôi. Có một số cây nói chung là cây này là mình làm nay chắc được gần được tầng rồi, quá nó lú tược non rồi nè các bạn. Bởi mai dung thủy nó dễ vậy, cây này nó cũng già xương lắm nha. Cây này tính ra người ta làm đó từ cái cây lên tới ấy là khoảng nhiều năm rồi mà bán cái giá là quá hợ. 1, 2, cây này chiều cao nó khoảng 50 mấy rồi, 52, 50, nó khoảng 50 đi mày ơi. Cái phong cây nói chung cũng được lắm, nếu mà trồng đứng cây lại nha, trồng đứng cây lại chút, nghiêng cây lại chút nha. Cây này thì mấy bạn nuôi cái đế mặt trước nữa, còn cái đế mặt sau thì tương đối rồi. Cái vàng xương nó cũng già lắm nha các bạn, chứ không phải là cây tơ đâu. Cái thân cây nó cũng già nữa. Nên mấy bạn cái chớp ngọn người ta làm hơi niễn niễn, tôi cắt tôi bỏ luôn, các bạn về làm lại nha. Cây này giảm giá bán cho anh em mua chơi vậy chứ khúc trên nuôi quá là nuôi không đó nha. Vàng xương này cũng có rồi, cây này ta uống cũng được, tương đối khéo chứ không đến nỗi tệ. Uống cành rớt rồi. Nuôi công nha bạn, giảm giá bán anh em mua chơi vậy chứ. Bạn giảm xị hay xị đồ mua cho anh em mua chơi. Nhiều khi cái cây bán mình còn một số cây mình bán mình rút vốn rồi thôi. Cây nào lời lời, cây nào rút vốn cũng đỡ nè, để làm cây mới thôi. Nuôi công nha bạn.